Chào bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhé. Tiếp tục với chương trình video series ngắn đó, thì lên cho bác một số sản phẩm nhanh thôi nhé. Thì bác nào có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm trên video, vui lòng liên hệ trực tiếp em. Số của em là 0967128839. Các bác vui lòng gọi điện trực tiếp cho em để em tư vấn cũng như là chốt đơn các bác nhé. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem những sản phẩm rồi video mới nhất của mình nha. Đó thì quy cách của bên em thì bên em giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng, thanh toán hóa đơn trên 400k thì được bao ship các bác nhá. Đó thì em sẽ đi về những cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay. Cái sản phẩm đầu tiên thì bên em tiếp tục về được cái lô thắt lưng vải Mỹ này. Đấy, thắt lưng vải US các nhá. Đấy, các bác cứ lên mã cho em mà thắt lưng vải US đi. Đó, chất liệu là dạng vải dù bệnh các nhá. Đấy, hàng thì cực kỳ là chắc chắn dày dẫn luôn. Hàng này các bác mang đi chơi đi làm thì ok luôn. Đấy, hàng này thì dùng không biết đến bao giờ mới hỏng các nhá. Đây này, nó dạng vải dù bệnh này, rất là ngon, dày dặn chắc chắn luôn nhá. Đấy, dày dặn chắc chắn này. Mặt lưng này, đấy, mặt lưng có chữ US này. Đấy, 1966 nhá. Đấy, hàng cực kỳ ngon, cực kỳ là chất lượng nhá. Con này nó dạng là dạng khuy cài. Dạng khuy cài. Đây, các bác đút về cho em. Đó, các bác đút đây cho em này. Đấy, rất là ok. Cực kỳ là chặt luôn nhá, cực kỳ là chặt, cực kỳ là ngon luôn nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, rất là chặt chẽ các nhá, rất là chặt chẽ luôn. Đấy, dạng khuy bấm này này, rất là ngon luôn này. Đấy, bấm này. Đấy, rất là ok nhá. Phần đầu này của nó là nó sẽ bọc một cái lớp da như này. Đấy, bọc một cái lớp da như này. Đấy, bọc lớp da như này. Đó, bọc một cái lớp da này để nó không bị xù các nhá, không bị xù. Đây, tổng quan nó đây. Đấy, rất là ngon, rất đẹp nhá. Đó. Con này thì bên em đang bán cho các bác một cái giá rất là hợp lý luôn. Thắt lưng vải US này thì em lên giá bác nhá, 140k. Và bên em sẽ bao ship các nhá, bao ship. Hàng này thì số lượng cực kỳ có hạn nhá, nên là các nhanh tay. Đó, 140k cho một sản phẩm thắt lưng vải US. Và bao ship nhá, giá cực kỳ tốt rồi. Đấy, 140k cho một sản phẩm này, bao ship nhá. Đó, ngoài ra thì bên em cũng có bán kèm theo combo nhá. Thì giờ em sẽ quay combo đi bác này. Tiếp theo thì em sẽ quay những cái sản phẩm mũ và cũng theo cái combo nhá. Theo combo thì trước nhà em vẫn đang bán rồi. Đó là cái combo thắt lưng vải và mũ này. Thì em sẽ quay cho bác những cái dòng mũ như em trước. Đó thì cái dòng mũ xám này, bên em có dòng mũ xám này. Đấy, của thương hiệu Air Force này. Đấy, USA nhá. Đấy. Rồi là mũ dàn di này. Đấy, mũ dàn di này, lên form cực kỳ đẹp nhá. Đấy, các nào bác nào thích những cái phong cách quân đội này thì nhìn nó rất là ngầu ngã và khỏe mạnh nhá. Đấy, nhìn nó rất là khỏe khoắn. Đó, một chiếc mũ dàn di này, lên form rất đẹp, có khuy khóa đồng nhá. Khuy khóa đồng thu nhỏ vào này. Đấy, đầu to, đầu nhỏ các bác độ được hết luôn nhá. Đó, rồi là cái dòng mũ đen này. Đấy, dòng mũ đen. Đấy, dòng mũ đen nhá, dòng mũ đen. Bác cứ lên mã cho em là mũ dòng mũ quân đội, mũ màu đen hoặc là mũ màu xám hoặc là mũ màu dàn di này. Đấy thì bên em đang bán đồng giá cái loại này với giá ly 120k cho một sản phẩm nhá, 120k cho một sản phẩm mũ này. Đó, 120k. Và đây thì em có cái dòng mũ tai bèo này. Đấy, tai bèo, bác nào thích đội nó che nắng được nhiều ấy thì các bác mua con này. Đấy, con này cũng rất là hay. Các bác có thể cạp lên nhà cho. Đấy, cạp lên như này. Các bác ấn một cái khóa này là xong này. Cúc đồng luôn nhá các bác nhá, cúc đồng luôn nhá. Hàng đảm bảo chất lượng cực kỳ là ngon, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn, mà độ rất là mát nhá. Đấy, các bác có thể độ như này. Đấy, hoặc các bác bỏ cái này ra để độ nó che nắng, che mưa nó được rộng này. Đấy, nhìn nó rộng này. Đó, có phần dây đai bo vùng quanh mũ nhá. Màu cực kỳ đẹp nhá, có lỗ thoát khí luôn này. Đấy, lỗ thoát hơi nóng này. Đấy, rất là ngon. Rồi là có dây này, dây thít để tránh cái tình trạng mà các bác đi gió thứ rồi các bác thít chặt vào. Đấy, đi xe đi cộ thứ rồi nó không bị bay mũ nhá, nó không bị bay mũ, rất là ok luôn này. Đấy, tổng quan em đây. Đấy thì em bán đồng giá 4 cái dòng mũ này, dàn di này, rồi là mũ xám, mũ đen, mũ tai bèo, bán đồng giá 4 cái dòng mũ này với giá là 120k quá nhá. Đấy, 120k. Còn bây giờ thì bên em sẽ bán theo combo. Đấy, bán theo combo nhé. Bán theo combo này thì nó sẽ rẻ hơn, giá nó sẽ tốt hơn nhé. Đấy, khi mà bác mua combo gồm có một mũ bất kỳ và một cái thắt lưng vải như này thì bên em đang bán cho bác một cái giá combo là 250k nhé. Đấy, 250k cho một cái combo như này gồm có một mũ và một thắt lưng. Đấy, mũ thì các bác chọn bất kỳ, các bác chọn mẫu nào cũng được. Đấy, không quan trọng là mẫu nào, nghĩa là mẫu nào cũng được, chọn bất kỳ mẫu nào cũng được. Thì ví dụ như là một combo như này, một mũ xám này, một thắt lưng này thì bên em bán cho các bác giá là 250k nhá, 250k. Đấy, tính ra thì rất là lời rồi. Các bác mua như này đã là vào giá là 260 rồi, nhưng mà các bác mua combo là chỉ có 250.000 thôi mà còn được bao ship nữa nhá. Đấy, còn được bao ship nữa. Đây,
Đấy, một combo gồm có một mũ và một thắt lưng 250k bao ship luôn nhá. Đấy, một mũ bất kỳ và một thắt lưng. Đấy, một mũ bất kỳ và thắt lưng này. Đấy, 250k bao ship luôn nhá. Đấy là bên em bán theo combo là như thế. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng viên thả bồn cầu của thương hiệu Sitong này, qua Toilet Cleanio nhá. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, Sitong. Đấy, hàng này dùng cực kỳ là ngon luôn nhá. Dùng cực kỳ ngon và dùng cực kỳ thích nhá. Đấy. Thì một cái viên của nó sẽ như này. Đấy, một cái viên của nó sẽ như này. Đấy, con này thì nó rất là nhiều chức năng, khử mùi này, diệt khuẩn này, làm trắng cái khu vực vệ sinh nhà mình nhá. Đấy, con này dùng rất dễ thôi, các bác chỉ cần về bóc cái tem này cho em. Bóc cái tem ra, ở đây nó có hai cái lỗ này. Hai cái lỗ này các bác cứ thả vào cái phần bồn, cái bồn nhà mình ấy, cái bồn nước nhà mình ấy, là thả đấy là tự động nó sẽ tan ra, nó ngấm nước vào nó sẽ tan dần ra nhá, tan dần ra. Dùng nhiều thì các bác dùng khoảng tầm 3 tháng, còn dùng ít thì các bác dùng khoảng tầm 6 tháng. Nói chung là cái sử dụng của nó khoảng tầm từ 3 tháng cho đến 6 tháng nhá, tùy theo nhu cầu sử dụng ít hay nhiều nhà mình. Đấy, hoặc là các bác nào làm khách sạn hoặc nhà hàng ấy. Đấy, khách khứa đông các thứ giờ các bác mua về sử dụng nhá. Đấy thì rất là hay ho luôn, khách khứa vào thì rất là thơm tho sạch sẽ nhá. Đấy, khử mùi này, diệt khuẩn này, làm trắng này. Đấy thì bên em đang bán cho bác một cái viên thảo hồn cầu này với giá là 100k. Một cái viên này thì nó nặng là 250g nhá, 250g, 250g cho một cái viên này. Hàng dùng cực kỳ là thơm luôn nhá. Nó có một cái mùi bạc hà rất là thơm luôn nhá. Dùng nó không bị cái mùi nó bị khó chịu, nó không bị khó chịu nhá. Và nhà vệ sinh cảm giác là nó cái mùi nó dễ chịu mà rất là thơm, mà nói chung là rất ok luôn, dùng rất ok. Đấy, 100k cho một sản phẩm này các bác nhá. 100k cho một viên thả bồn cầu, các bác lên mã xem là cái viên thả bồn cầu của Nhật các bác nhá. Giá em đang bán là 100k một viên. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng dao sưu tầm này. Đấy, dao sưu tầm nhá. Đấy. AK47 này, CCCP này. Đấy, CCP của Nga các bác nhá. Đấy, con này là dòng này cho các bác dắt lưỡi lê này. Đấy, như kiểu dạng dắt lưỡi lê của cái khẩu súng AK nhá. Đây này. Đấy, cái khuy dắt lưỡi lê này, đây này. Đấy, cái phần lỗ này. Đó, AK47 CCCP nhá. Đấy, của Nga các nhá. Đi kèm thêm bộ sản phẩm này, con dao này thì sẽ có kèm thêm cho mình một cái bao da này, đấy một cái bao da nhá. Một cái bao da để các bác mang đi, rất là tiện luôn này, các bác có thể dắt vào đai, dắt vào đai lưng các thứ này, dùng rất tiện này. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện luôn nhá. Đấy, một sản phẩm dao sưu tầm. Đấy, dao sưu tầm nhá. Các bác lên mã cho em là cái dao AK47 đi. Đấy, dao AK47 này. Đây, CCCP này. Đây em sẽ đo với kích thước của nó nhá. Con này cái tổng chiều dài của nó là đi 26 này, tổng chiều dài 26, phần bản lưỡi của nó dài là đi 14 cm rưỡi này, 14 cm rưỡi, phần bản rộng lưỡi là đi 3 cm này, bản rộng lưỡi là 3 cm. Đấy, rất là đẹp luôn nhá, một con dao rất đẹp luôn, cầm thì rất là vừa tay. Các bác mang đi rừng, đi phượt, đi câu, đi kẹo, rồi đi các bác hay đi đêm, đi hôm các thứ này thì rất ok. Đó, đi kèm thêm bao dao, giúp các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, hoặc các bác mua về sưu tầm cũng được, rất ok luôn nhá. Đây, tổng quan nó đây. Đấy. Em báo giá nhá, các bác lên mã cho em là cái dao AK47 đi. Đây mã của nó đây luôn này. AK47 này. Đấy, AK47. Bên em đang bán cái con AK47 này với giá là đi 230k cho một sản phẩm thôi nhá. Và bên em sẽ bao ship luôn. Đấy, giá cực kỳ là tốt nhá. 230.000 cho một cái con dao AK47 này và bao ship nhá. Đấy, tặng kèm thêm mình bao da luôn nhá. Đấy, tặng kèm thêm mình bao da luôn. 230.000 một con. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng đèn móc khóa này. Đèn móc khóa nhá. Đấy, các bác cứ lên mã cho đèn móc khóa đi. Đấy, đèn móc khóa này. Đây, tổng quan đây. Hàng dùng cực kỳ là chất lượng và dùng cực kỳ là sáng luôn nhá. Rất là sáng luôn này. 120k bao ship nhá, đèn móc khóa này. Đấy, con này thì rất là nhiều chức năng. Móc khóa nhá. Đây các bác dùng này để các bác móc vào chìa khóa này. Đấy, móc vào chìa khóa này. Rồi là bật bia này, đấy bật bia. Rồi là phần này nó có cái phần đế để các bác để này. Ví dụ các bác dựng như này này, các bác để này, rất ok này. Đó, rồi đây nó có phần nam châm hít nhá. Nam châm hít. Nam châm hít đây. Ví dụ gắn vào cái phần kim loại này. Đấy, để làm nam châm hít này. Đấy, nó sẽ chính như này. Đấy, các bác để trên những cái chỗ vị trí sắt siêu thì các bác chiếu xuống ấy, không cần phải cầm nhá, các bác cứ để nó dính vào cái là xong. Đấy, có nam châm hít luôn. Rất là đa chức năng. Bên này của nó là cái nút bấm này, còn bên này là cái cổng sạc này, cổng sạc này. Đấy, cổng sạc. Đấy, cổng sạc các bác cắm vào đi kèm thêm bộ sản phẩm thì nó sẽ có dây sạc ở bên trong hộp này tất các bác nhá. Đấy, hàng nguyên hộp luôn. Đấy, dây sạc ở bên trong. Đấy, rất là ok nhá. Hàng này cực kỳ là sáng luôn. Có những cái chế độ sáng cơ bản của một chiếc đèn pin, sáng nhất này, sáng vừa này, sáng nháy này. Đấy, ba chế độ sáng cơ bản đó nhá. Đấy. Giờ em sẽ test cho bác về cái chế độ sáng của con đèn này nhá. Cực kỳ là sáng luôn. Đây nhá các bác, em đang đứng trong cái phòng tối om này. Em bật đèn này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Cực kỳ là sáng luôn này. Đây này. Các bác nhìn này. Quá sáng luôn nhá. Đây. Đấy, ba chế độ này.
Đấy, nháy này. Đấy, chỉ có một cái đèn duy nhất nó tí thôi mà rất là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng luôn, nói chung là rất là sáng. Đây, đấy, sáng như ban ngày luôn nhá. Đây, đấy, ba chế độ sáng nhá. Đấy, đấy. Quá sáng luôn nhá. Đấy, rất là sáng luôn. Đây. Đấy, một chiếc đèn nhỏ tí này thôi nhưng mà cực kỳ là sáng nhá. Đấy, nó chỉ nhỏ bằng ba cái đầu ngón tay thôi này. Đấy, chỉ bằng ba cái đầu ngón tay thôi, rất là nhỏ gọn nhá. Các bác mang đi mang lại rất là tiện nhá. Các bác lên mã cho mà cái đèn pin móc khóa đi. Đấy, đa chức năng, vừa móc khóa bật bia này, rồi là nam châm, rồi là sử dụng làm đèn pin các thứ rất là ok. 120k cho một cái sản phẩm đèn pin móc khóa này các nhá. 120.000 cho một sản phẩm đèn pin móc khóa này. Bên em sẽ bao ship cho các bác nhá. Đấy, bao ship luôn, 120k một chiếc. Cái sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dòng tai nghe của thương hiệu Jbeadon này. Đấy, mỗi con tai nghe không dây nhá, nghe cực kỳ ngon, kết nối với Bluetooth. Đó, kết nối với Bluetooth nhá. Con này mã của nó là Tune 220TV kép này. Đấy, pin của nó sử dụng khoảng tầm 19 tiếng nhá, 19 tiếng, còn tai nghe nếu bác nghe liên tục khoảng tầm 3 tiếng. Đấy, rất ok luôn nhá. Hàng thì của nó hàng nguyên hộp này luôn. Đấy, hàng nguyên hộp luôn nhá. Hàng nguyên hộp đây, em sẽ mở hộp bóc cho một chiếc này. Đấy. Con này thì nó rất là thông minh nhá, nghĩa là cái tai các bác để bên nào thì các bác lắp vào cái tai bên đấy các nhá. Đấy thì các bác cứ lấy ở bên nào các bác lắp vào tai bên đấy nhá. Đấy ví dụ các bác lấy tai bên này, các bác lắp vào tai bên đây, ví dụ tai bên này, tai bên phải em này, các bác lấy ra các bác cho bên tai bên phải. Còn bên này tai bên trái, các bác lấy ra các bác to cho tai bên trái nhá. Các bác lưu ý là phải đúng bên tai thì các bác đeo nó mới dễ đeo, chứ còn các bác đeo nó ngược tai là nó rất là khó chịu nhá, nó rất là vướng tai luôn. Đấy, một full combo một bộ sản phẩm, nó sẽ gồm có một cái đốc đốc sạc nhảy và hai cái tai nghe hai bên trái phải. Và đây, bên trong này của nó sẽ là một cái cọng dây sạc này. Dây sạc này về các bác cứ cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình là cắm vào là sạc bình thường thôi. Đấy, đây nó có cái phần báo pin này. Đấy, báo pin ở đây nhá. Đây này, báo pin này. Đấy, nó sẽ báo pin ở đây. Bác về cắm sạc bình thường. Đấy. Báo pin ở đây luôn nhá. Đó, rồi. Con này kết nối thì rất là dễ thôi. Đấy, các bác chỉ cần rút hai cái tai nghe cho em đeo sẵn vào tai và các bác để lên trên tay cũng được. Để trên tay này. Đấy, nó sẽ nháy đèn xanh là nó sẽ đợi kết nối này. Đây nó sẽ đợi kết nối này. Nó sẽ nháy đèn xanh đợi kết nối này. Các bác chỉ cần vào cái phần Bluetooth cho em nhá. Đấy, vào phần cài đặt Bluetooth này. Các bác vào phần cài đặt Bluetooth và các bác tìm đến cái tên của nó là Tune 20TV kép này. Đấy. Đây này, nó báo đã kết nối này. Cái con này em đang kết nối rồi nên là nó đã kết nối rồi. Và các bác vào nghe nhạc thôi, vào YouTube hoặc vào đâu các bác nghe nhạc được. Đấy, nói chung là tùy. Thì các bác cứ làm sao nghe nhạc vào rinh giếc các thứ, các bác nghe nhạc đeo vào tai là nghe nhạc thôi. Giờ là cứ thế thưởng thức thôi nhá. Đấy. Tai nghe thì bát biếc các thứ, bát xép ngon là cái đào luôn nhá. Đây có chữ JBL luôn này. Đấy, logo thương hiệu JBL nhá. Đấy, dùng hết pin thì các bác lại cắm vào cái này, các bác sạc. Để ở đây các bác sạc thôi. Đấy, đây này, sạc nó sẽ báo này. Đấy, nó sẽ báo đang sạc nhá. Là ở phần này nó sẽ báo có pin này. Pin còn hết hay không là ở cái đốc này là còn pin hay không thì nếu hết pin sẽ báo hết pin thì các bác sạc cho cái đốc này. Đấy, và còn pin thì các bác không sạc nữa. Nói chung là các bác hạn chế sạc thôi nhá. Các bác lúc nào hết pin các bác sạc nhiều là nó sẽ nhanh chai pin nhá, nhanh chai pin là nhanh hỏng. Đấy, một con tai nghe của thương hiệu JBL cực kỳ là ngon, cực kỳ là chất lượng, hàng nguyên hộp luôn nhá. Các bác lên mã cho em là tai nghe JBL đi. Con bên này bên em đang bán cho các bác với giá là đi 270k nhá, 270.000 cho một sản phẩm này. Và bên em sẽ bao ship luôn đúng nhá, bao ship luôn. Các bác lên mã cho em là tai nghe JBL 270.000 bao ship nhá. Giá cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, hàng hiếc, ngon lành, báo pin biết ngon lành luôn nhá. 270k cho sản phẩm này. Sản phẩm cuối cùng cho video này lên cho bác là cái dòng thùng đồ nghề này. Đấy, con thùng đồ nghề của thương hiệu Matado nhá, Matado Made in Germany này. Đây, hàng này cực kỳ là chắc chắn và cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, hàng bao dùng bao xài luôn này. Đây em sẽ mở đây này. Đấy, rộng đúng như là cái cánh máy bay luôn nhá. Đấy, quá là rộng rãi nhá, thoải mái cho đựng đồ. Con này thì cái kích thước của nó là đi 42 20 20 nhá, chiều dài 42 nhá. Chiều dài 42, chiều rộng 20 và chiều cao 20. Đấy, hàng của thương hiệu Matado Made in Germany. Đấy, của Đức quá nhá, Harden. Đấy. Con này có tay xách luôn nhá, mang đi mang lại dùng rất là tiện này. Đây. Hàng thì nó làm cực kỳ là nét luôn nhá. Đây. Từ những cái con ốc kia các thứ này. Đó. Ốc đinh tán các thứ rất là dày dặn chắc chắn nhá. Hai màu sơn chủ đạo là màu cam và màu xám nhá. Hai màu sơn chủ đạo màu cam màu xám nhá. Con này làm cái dạng sơn nhám nhá, làm dạng sơn nhám rất là ngon. Ở cái phần này nó sẽ có hai cái khuy, hai cái lỗ này, hai cái lỗ khóa này. Hai cái lỗ khóa để các bác để đồ các thứ, các bác mang cái khóa vào các quặc chưa? Quặc vào các bác khóa vào để những cái đồ giá trị vào đây các bác yên tâm nhá. Có cái khóa vào là không mở được. Đấy, nó yên tâm. Nói chung là để đồ rất tiện luôn. Đấy, một cái thùng này nó nặng khoảng tầm 5 cân nhá. Đấy, rất là nặng luôn nhá.
Đấy, dạng tôn dày của nó nên nó mới nặng nhèo nhá. Đấy, cực kỳ là ngon, cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, em nhắc lại cái chiều dài nhá. Đấy, chiều dài con này của nó là đi đây, chiều dài là 42 này, đo thực tế này, 42. Chiều cao là 20 nhá, 20 và cái chiều ngang, chiều rộng của nó cũng là 20 luôn nhá, chiều rộng cũng là 20 luôn. Đấy, 42 20 20. Đấy đi em báo giá nhá. Con này bên em đang bán với bác dưới giá là đi 550 nghìn cho một chiếc đồng hồ nghề này. Và bên em sẽ bao ship nhá, hàng cực kỳ là chắc chắn luôn. Hàng cực kỳ là chắc chắn, con này quá cứ dùng giận thoải mái, em không vấn đề gì nhá. Đây này. Để đây giận cho bác xem luôn này. Rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ là ngon luôn. Hàng bao dùng bao xài luôn này. Đây. Mở ra vẫn bình thường nhá, vẫn ngon lành hành đào luôn. Đấy. Rất là ok luôn nhá. 550k. Bao ship nhá, giá cực kỳ là tốt rồi. Đấy. Rồi đấy là một số sản phẩm em trong video ngắn ngày hôm nay. Bạn nào có nhu cầu về hàng hóa vui lòng liên hệ trực tiếp nha. Số của em là 0967128389. Các bác vui lòng điện trực tiếp cho số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn được các bác có nhá. Xin chào và hẹn gặp lại bác trong những video sau.